Bon Capital. Bữa nay trời nắng rất đẹp, 11:49 AM của California. Nhà hàng Vinh Thiện đi đi ăn với chị Hằng. Danh đi ăn chỗ Sizzler. Em không biết kêu cái tiếng đó rành lắm. Trời nắng hôm nay là nắng ấm á, trời nắng ấm. Vui quá. Bữa nay anh Thiện tên Kiều anh Thiện cho em thức buổi sáng. Thì thức buổi sáng á là buổi sáng là nguyên một ngày mình nó sẽ dài. Sẽ làm được được nhiều việc. Gia Hăng thức bất cứ lúc nào. Có thể Gia Hăng thức 4 giờ sáng, 3 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, anytime. Có thể người khác làm không được, nhưng mà Gia Hăng thì làm được. Tại vì Gia Hăng không có ngủ, nó quen rồi đó cả nhà mình. Cho nên là Gia Hăng thức anytime. Còn giờ nào mà không làm gì thì mình nằm nghỉ vậy thôi. Ôi ơi, con gì chết á. Có cháy đây hả? Đèn tới rồi, có cháy. Đó, Thiện bữa nay đẹp trai chưa? Chào cái nhà mình, Thiện đẹp trai quá. Giống ông chủ không? Giống ông chủ quá đi. Cái đèn nữa hả? Cái đây hả? Okay. Đã đến lúc nói lên câu giá từ. Từng tình yêu hai lối đi. Công nhận cái bạc Hà Núi nó hay thiệt. Ngày qua Gia Hăng bị cảm rất là nặng luôn á. Cái Gia Hăng kệ sắc uống luôn. Uống mà không uống giấc sáng mà uống mất tối á. Uống đại luôn. Tại thấy cảm quá, cái đầu uống cái nó đỡ liền cả nhà mình. Trời trời hay dữ vậy. Ngày qua là cảm mà không nói chuyện ra hơi luôn á. Oh my god, uống vô một cái clear liền trời. Hay thiệt. Oh my god, hay quá. Nó làm như nó tẩy độc á. Tẩy độc mình ra đó. Nó khiêu mấy con chơm, mấy vi khuẩn đó. Bây giờ mình đã lâu rồi không có lại đây ăn nha. Gia Hăng thích lại cái chỗ này là ăn cái salad á. Salad rất là ngon luôn á, chỗ này nè. Mà Gia Hăng rất là thích ăn salad chỗ này. Hồi trước đi hoài à, mà sau này thì Gia Hăng không có đi. Thích ăn chỗ đó lắm luôn. Tay trong tay. Tay trong tay, nắm tay. Anh Thiện thích nắm tay, đi ra ngoài nắm tay. Ở Mỹ này á, là chuyện bạn trai bạn gái là bình thường. Cái nhà mình có một cái kênh Facebook của cái gì mà Arizona. Ở trên Facebook á, thì cái ông đó ổng lấy cái đề tài của Gia Hăng ở trên Facebook. Gia Hăng bán hàng Gia Hăng không có nói giá. Thì Gia Hăng với anh Thiện ôm nhau hung hay là cái đó là bình thường. Thì mấy người ở Việt Nam á vô chửi Gia Hăng quá trời luôn. Chửi Gia Hăng là đồ dâm tặc, dâm lòn gì tùm lum á. It's ok, không sao. Tại vì Gia Hăng ở Mỹ đó, có thể là những người ở Việt Nam người ta không biết. Hay là cái chuyện gì thì mình không khe ha, mình không khe. Miễn sao mình thích là được rồi ha, cái nhà mình. Anh Thiện. Thì bữa nay vui quá à. Bữa nay vui vẻ kìa. Alo, cái nhà mình. Nhà mình vui vẻ nha. Bữa nay là trời rất là ấm, không có nóng. Bữa nay anh Thiện mời chị Hằng với anh Danh đi ăn đó. Mà không biết có Phi Vũ chắc không đó hả? Phi Vũ chắc ngủ à. Giờ này là Phi Vũ ngủ ngày giống như Gia Hằng vậy đó. Hay là Phi Vũ bị cảm hay gì không biết nữa. Mà công nhận anh Thiện ảnh có một cái body giống như người tập tạ đó. Cho nên là ảnh rất là healthy. Gia Hăng bị bệnh mà không thấy, không có lay ảnh. Chắc là cái cơ thể của ảnh không mấy cái con vi khuẩn của ảnh nói chung là cái con vi khuẩn của ảnh nó mạnh, cho nên mình không có, cái con vi khuẩn mình nó yếu quá, cho nên là nó không có nhập vô ảnh được. Rất là hay. Tưởng đâu ngày mai là tiêu rồi á. Bữa nay ngày mai là lễ Giáng sinh. Chúc mọi người một ngày lễ Giáng sinh.
Giáng sinh thật là vui vẻ, an lành ha. Gia đình hạnh phúc, ấm no hạnh phúc nha. Đó, anh Thiện chúc mọi người, dưới Gia Hăng là chúc mọi người một ngày lễ Giáng sinh thật là ấm áp, ăn uống với gia đình thật là ấm áp nha. Kia cái con đường giờ này là còn nè, cà phê lớp vợ đây nè, em có tới cà phê lớp vợ không? Em thích ăn bánh mì đó đó. Ừ, anh lấy cái cây em á, cái cây mà mình quay á, anh bỏ vô cái bóp anh, anh bóp để đâu rồi, cái bóp đen nó để đâu rồi, bỏ vô cái kia để ở nhà em đâu thấy đó, nhà chị Hằng á. Yeah. Are you sure? Yeah. Dạ, hút thuốc đi. Will Simon. Will Simon. Yeah. Cái Vũ không quay hả? Quay để bỏ lên kênh Vũ vậy? Quay cái này nè. Dĩa nó nằm ở đây nè anh thầy. Đó. Dĩa nằm trên đây nè. Chỗ đó đó. Cái lấy dĩa. Chỗ này là xà lách là năm qua luôn đó nghe. Kêu con Mỹ đóng đưa, kêu Mỹ đóng ổng đưa dĩa. We need the plate. Tại vì nó tính thêm á chị. Nhưng mà anh nói sợ anh ăn hết. Anh ăn cái này xong là anh không ăn hết á. Còn em á là em thích ăn cái đậu nhiều.
em với chị ăn giống nhau luôn trời. Giống nhau. Cái đó đó ăn màu đen màu vàng nó được, nhưng mà ăn màu trắng thì không thích ăn. Với cái này nữa nè, nhưng mà bỏ lên nó ngon. Em thì bình thường à, em rất là bình thường đó, gì đó không giận là không phải giống em không có giận không ra cái không phải thiện giận là giống như chị nghĩ là ngủ nghiêng nhưng mà bệnh mà bệnh là thiện đâu nghĩ là bệnh thiện nói là thiện đâu có sợ đây đâu bệnh không không lấy không lấy cái đó cái đó là ăn riêng rồi đủ rồi lấy cái muỗng chút xíu mình lấy cái chén, đáng lẽ là cái ông đó đưa mình cái chén á, cái ông này nè, thôi đi đợi đắng đi, ăn này trước rồi tính sao? Trước đi, chút nữa ăn. Không về nhà ăn chết luôn. Vậy này ăn à? Cô Vũ lấy nè. Ủa hồi nãy mình order đồ ăn đó đưa mình hết chưa? Bánh mì, mình lại order. Không mà, chắc cái gì cho hết rồi hồi mình xin hợp luôn. Được, sư cô tôi cho mà. Đó. Anh cho tôi gom, Vũ lấy kìa. Để cho tôi gom mà. Vũ lấy cho chết luôn. Tới cà đàn thôi. Lấy cái chip của tôi ra đây. Cái này cũng ngon nè. Của anh Danh mà. Cái đó của anh Danh mà. Có nghĩa mình ăn hết cái này mình lại lấy nữa ăn được. Chứ không phải là mình ăn cái này hết rồi thôi đâu, không nữa. Nước nè, nước thì tôi vô bà luôn. Luôn nước là tôi vô hai ba cá luôn. Cũng chục trái đi cũng được đó. Mấy mà. À dành đây đưa dĩa đây sốt sạch hết sao. Coi nè, dành không? Vậy đó. Cái xong cái chị Hằng lại lấy dĩa nữa vậy đó. Nó là cái luật nó vậy. Cậu ăn qua tiệm này. Ăn muốn ăn muốn ăn bỏ vô. Không ăn rồi. Không bỏ chanh nhưng muốn ngon à. Như tỏi vậy. Mình chờ cái cá xoay mình đó, cái gà ăn cá với cái này ngon đó. Ông lấy thêm cái dĩa khác nữa anh. Được mà anh lấy. Mình xin đó cái dĩa, được chứ, mình xin dĩa không á. Mình lấy cái dĩa đó. Ủa bên kia không thấy dĩa đó. Mình lấy đứa. Nè, hai đứa gói vỡ miệng lúc rồi mời cái nhà mình ăn cho vui nha.
Bên đây riêng hả? Chúc cái nhà mình hôm nay là ngày mai là lễ 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 Giáng sinh nha. Lễ Giáng sinh nha. Chúc cái nhà mình Ủa không thấy giờ không đâu. Vui tươi ăn lành mạnh giỏi nha. Như là hỡi ngồi chút ra. Rồi, rất đắng chút. Anh ngồi cái anh danh. Tiêu. Thấy Vũ cũng vậy, giống như nằm trong bao vậy. Giống như kiểu chứ là bình thường. Giấc, đúng rồi, giống như giấc mơ của hồi xưa thấy anh Vũ không ơn giống không như không có nghĩ là Vũ không vậy. Joint steak and shrimp. Steak. Ăn xương của anh Dân. Joint smoky bacon burgers. Okay. We're missing one salmon, okay? Yeah, okay, thank you. Sai mệnh ăn cá à? Ăn thịt nữa. Nè, ăn uống lắm ăn cá. Rồi bỏ lên bàn. Rồi cá. Mỗi người bác cò. Dạ, thấy là bụng chút nào. Vậy hả? Vậy ăn rau đi. Thôi, rau đi. Đừng ăn gà, hồi ăn miếng cá. Ăn cá chứ mấy. Ăn gà đi. Ăn gà đi. Cứ dụ với em nào. Sống ngủ ngày, ngủ ngày. Nãy xuống kêu mới dậy á. Đúng rồi. Anh thì muốn ngủ tới 12 giờ mới thức. 1 giờ mới thức mà. Hàng lấy gì? Lấy gì lấy ra. Không. Hả? Ngon. Mấy người uống gì vậy? Trà hả? Không. Không trà. Mấy người uống cái gì vô? Này muốn ngọt gì cũng uống lấy ra. Do Hăng là ở đây là Do Hăng hay ăn này. Hình như là đi đâu cũng đi mình á. Ăn á, tại em ăn ngoài mà. Người ta nói, ủa sao em đi ăn mình không? Dạ, tại em ăn ngoài mà. Bây giờ ăn hai mình rồi á. Người ta nói, ủa sao em ngộ rồi em. Tại vì em đâu có chơi ai đâu. Ít lắm. Bạn bè thì người ta đi làm. Còn người ta đi làm cái chớp khác. Nó có bây giờ mà đi chung ngoài. Ngon phần cá chưa có. Cứ chờ phần cá. Nhà bưng vô nè, ngồi vô nè, ngồi vô nè, mời cả nhà cái đi. Nước này nước gì vậy? Nước cùng lông tà la vô nè, dồn vô cho. Dồn vô chị, dồn vô. Vũ ngồi xuống mới thấy Vũ. Vũ đứng lên chốt, giữ với anh Danh đứng lên, Gia Hân chồm xích vô chốt. Đúng rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà, Merry Christmas. Happy New Year. Yeah. Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Yeah, Merry Christmas and Happy New Year. Ok, rồi. Mời cả nhà mình ăn cho vui nha. Ngày mai là kết mặt rồi đó chạy. Merry Christmas này. Không ngờ mình lên tuổi nữa đó. Già nữa đó trời ơi. Cái nhà ngon rồi hết. Mình già nữa đó. Còn phần cá mà ăn hết phần đem về. Ủa có nào Việt Vũ làm sao mai không Vũ về đây chơi chị? Việt á. Việt mới không thèm đi xuống mừng lắm á. Để ngồi điện nó. Chúc mừng lắm á. Bây giờ mình điện nó thử ra. Tự thì hết. Giờ mấy nam không đi làm. Không mừng lắm á. Giờ này nó chưa đi làm. Biết đâu nó vòng vòng lên nó chạy lại sao? Cái phần hàng đâu rồi đúng rồi. Tại nó làm. Chị nói thiệt lên bờ. Đúng rồi. Tổng sổn ngày á. Ủa cái phần của hàng nãy đâu ta. Làm bữa nay làm ngon cho có thể bảo vệ mấy ngày lễ này phải cũng phải trực chiến á bởi vậy á. Sao
còn vô gia cư hoài để sửa phần là việc security mới được. Hồi đó nghi ngờ tới bây giờ cái gì đây chết.